Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Quý Dậu 1993 dự đoán sẽ có một vận may ở mức trung bình vào năm 2020. Trong sự nghiệp thì sẽ có một số thăng trầm, do đó bạn nên cẩn thận hơn trong công việc và tránh bị mắc kẹt trong các cuộc tranh cãi với đồng nghiệp. Đối với tài lộc, mức lương sẽ không ổn định trong năm nay, do đó điều cần thiết phải thận trọng trong công việc, đó là trong cuộc sống tình yêu, tuổi Quý Dậu sẽ bước vào năm ổn định nhất và có những mối quan hệ hài hòa. Về sức khỏe, sẽ xuất hiện nhiều vấn đề, do đó tuổi Quý Dậu nên đề phòng theo các cách như sau. Học cách cải thiện khả năng miễn dịch, khám sức khỏe định kỳ, phấn đấu cho sự cân bằng giữa công việc và sức khỏe. Sự nghiệp đôi khi có chút may mắn, bạn có thể nhận được lời khen từ cấp trên. Đối với người học hành hay là nghiên cứu, bạn phải tận dụng các cơ hội được đưa ra vì bạn thậm chí có thể có cơ hội ra nước ngoài để tiếp tục học. Đối với những cặp vợ chồng chưa kết hôn, có thể có một bên thứ ba dính líu vào bạn, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn. Tuổi Dậu nạp âm ngũ hành là kiếm phong kim, phần lớn là người chính trực, công bằng, thẳng thắn, cả đời có vật chất tiềm ẩn, cuộc sống đủ đầy ổn định, là người không tham lam, không lấy gì của ai. Nhưng người nhà lại lạnh nhạt, năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là bích thường thổ, thổ thổ tương hợp khiến cho thổ khí quá vượng, dẫn mệnh chủ, dễ gặp phải những bệnh tật liên quan tới đường tiêu hóa, nhất là các bệnh về dạ dày. Quý âm thủy gặp canh dương kim là chính ấn, bản thân gặp may mắn, thăng tiến, có tài lộc. Trong năm Canh Tý này, gia chủ tuổi Quý Dậu sẽ cần phải chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình, cần tu tâm dưỡng tính, biết cách thuận theo nghịch cảnh của mình đang gặp phải để tìm kiếm cơ hội phát triển hơn. Tránh trường hợp ỷ lại vào người khác sẽ không thể phát triển được, thậm chí gặp phải tiêu cực. Vận thế của tuổi Quý Dậu trong năm nay khá là ổn định. Nếu muốn nâng cao hiệu quả làm việc thì bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian nghiên cứu phát triển các kỹ năng cần thiết trong sự nghiệp. Không nên giữ thái độ huênh hoang, kiêu ngạo, coi thường người khác mà nên khiêm tốn lắng nghe học hỏi. Năm nay có cơ hội phát triển thêm một tầng cao nữa trong đời người, rơi vào một giai đoạn phát triển mới. Nên có sự chuẩn bị cho sự thay đổi này bằng cách học tập, thay đổi phong cách tốt hơn nữa để nâng cao giá trị của bản thân, không ngừng học tập trau dồi nghiệp vụ chuyên môn để có sự chuẩn bị tốt cho sự phát triển trong sự nghiệp. Ngoài ra thì cần phải có cơ hội giao dịch bất động sản hay mua bán xe ô tô, cần chú ý kỹ các điều khoản trong hợp đồng. Để tăng cường may mắn, sử dụng vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Về tổng quan vận hạn của tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 vào năm Canh Tý. Nam mạng trong năm 2020 gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Sao La Hầu là sao chính thất kiến hung, nên bị sao La Hầu chiếu là xấu đối với cả nam và nữ, nhưng kỵ với nam giới nhiều hơn, nhất là vào tháng riêng và tháng 7 âm lịch. Trong năm này có thể gặp phải tranh chấp liên quan đến luật pháp, công quyền, tranh cãi, ăn nói thì thị phi, tai nạn, bệnh tật, về tai mắt, máu huyết, hao tài, ảnh hưởng tới cả gia đình. Cần đề phòng gặp nạn về công danh sự nghiệp. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, nữ mạng trong năm 2020 gặp sao Kế Đô chiếu mệnh. Sao Kế Đô là sao tam cửu khắc bi ai, nên cả nam và nữ bị sao này chiếu mệnh thì đều coi là xấu. Tuy nhiên, nữ giới cần phải kiêng kỵ nhiều hơn nam, đề phòng vào tháng 3 và tháng 9. Có câu nam La Hầu, nữ Kế Đô là muốn nói đến sao khắc kỵ của nam và nữ. Nam giới nếu gặp sao này thì cứ sinh hoạt bình thường, nếu có điều kiện bất trắc xảy ra thì cũng không quá lo lắng. Để tăng cường may mắn, hóa giải xung sát trong năm 2020 Canh Tý, mệnh chủ tuổi Quý Dậu cần sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Vận hạn năm 2020 của tuổi Quý Dậu 1993. Đối với nam mạng trong năm 2020 thì gặp phải hạn tam kheo. Hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe. Người gặp hạn tam kheo thì nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người. Tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra thì gặp hạn tam kheo cũng cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như là tay, chân, xương khớp. Tuổi Quý Dậu 1993, nữ mạng trong năm 2020 gặp hạn thiên tinh. Hạn thiên tinh chủ về sức khỏe, những người gặp hạn này dễ gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là ngộ độc khi ăn uống.
khi bị đau ốm song song với việc chữa trị thì phải thành tâm cầu xin trời Phật phù hộ độ trì thì bệnh tình mới mau chóng thuyên giảm. Với những người phụ nữ mang thai cũng dễ bị ngộ độc nếu trèo cao hoặc cố lấy những đồ vật trên cao dễ bị té ngã. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, mậu hợp quý, hóa hỏa thủy vào những tháng dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, thân, dậu, tuất, hợi, tý, sửu, tức là các tháng 1, 2, 3, tháng 4, tháng 4 nhuận, tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 âm lịch. Vậy nên nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là quý, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi Mậu như là Mậu Tuất 1958, Mậu Thân 1968, Mậu Ngọ 1978, Mậu Thìn 1988 và Mậu Dần 1998. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, tỵ dậu sửu hóa kim vào các tháng tỵ, ngọ, mùi, tý, sửu, tức là các tháng 4, tháng 4 nhuận, 5, 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là kết hợp với các mệnh chủ tuổi Tỵ chọn ngày hoặc giờ là Sửu, và ngược lại, nếu mệnh chủ có tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi Sửu sẽ chọn ngày giờ là Tỵ nhé. Tuổi Thiên Lộc. Tuổi Thiên Lộc mang lại tài lộc, may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của Quý Dậu sinh năm 93 sẽ là Tý, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Canh Tý 1960, Giáp Tý 1984, Bính Tý 1996, Nhâm Tý 1972 và Mậu Tý là năm 2008. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương Quý Nhân của Quý Dậu sinh năm 93 là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Đinh Tỵ 1977, Tân Tỵ 2001, Quý Tỵ 1953, Kỷ Tỵ 1989, Ất Tỵ 1965. Âm Quý Nhân của Dậu sinh năm 93 sẽ là Mão, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Kỷ Mão 1999, Ất Mão 1975, Tân Mão 1951 hoặc sinh năm 2011, Đinh Mão sinh năm 1987. Do Mão Dậu là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp giữa những mệnh chủ tuổi Mão. Nếu tiến hành cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra, Thìn Dậu thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa những tuổi của mệnh chủ tuổi Thìn trong trường hợp này sẽ rất cát lợi. Tuổi Thiên Mã. Mã liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Quý Dậu 1993 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Đinh Hợi 2007, Tân Hợi 1971, Kỷ Hợi 1959, Ất Hợi 1995, Quý Hợi 1983. Vị trí cung tài lộc và cung quý nhân trong trạch đất: Tý tại phương vị Bắc 7,5 độ, Tỵ tại phương vị Đông Nam 157,5 độ, Mão tại phương vị Đông 97,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân kích hoạt hòa hợp, âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng của mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng, khai sơn lập hướng mới cần xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoàng ốc, tam tai, có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tý, gia chủ 28 tuổi. Theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ sẽ phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ Quý Dậu sinh năm 1993 là 28 tuổi nên không phạm phải hoàng ốc. Xét đến tam tai, nam mệnh gia chủ Quý Dậu sinh năm 93 sẽ cần phải tránh các năm tam tai Hợi, Tý, Sửu. Vì vậy, năm 2020 Canh Tý theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên nếu xây dựng mới, gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 nam mệnh sẽ không thể đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu có tiến hành xây dựng mới, cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ.
Tiếp theo, xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Với nam mạng Quý Dậu sinh năm 93 sẽ thuộc cung Đoài Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là Tây Phục Vị, Tây Nam Thiên Y, Đông Bắc Diên Niên, Tây Bắc Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu thuộc Đông Tứ Mệnh, đó là Bắc Hỏa Hại, Đông Tuyệt Mệnh, Đông Nam Lục Sát, Nam Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Quý Dậu sinh năm 93 sẽ là cung Cấn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là Đông Bắc Phục Vị, Tây Bắc Thiên Y, Tây Diên Niên, hướng Tây Nam Sinh Khí. Ngoài ra cần phải tránh bốn hướng xấu thuộc Đông Tứ Mệnh, đó là hướng Nam Họa Hại, Đông Lục Giáp, Bắc Ngũ Quỷ, hướng Đông Nam Tuyệt Mệnh. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ với nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tượng quái là đoài. Phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, gặp nhiều khó khăn, tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm vào lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc, hướng Đông Nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc, hướng Đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hướng được diên niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng Tây Bắc, tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp đối với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được thiên y thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng Đông Bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ cần phải chú ý nhiều hơn. Đó là kích hoạt tài lộc cho năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh. Các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao nhất bạch, bát bạch và cửu tử lần lượt là phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý, sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Kết sắt, đây là vật phẩm gia chủ thu giữ, tích trữ, chấn giữ tài lộc cho nhà mình, thường sẽ cần đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ.
bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy và người dân thờ thần tài mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video trên kênh nhé. Thường thì việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình, nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa, sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh, đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh. Như là cây kim ngân, theo quan niệm của Đông Phương, cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài bởi có ý nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loài cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây này là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy có ý nghĩa về tiền bạc. Đây là loài cây mang đến may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loại cây rất thích hợp với những người như tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại đem đến không gian trong lành, tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt. Vì vậy, đây là loại cây phong thủy hợp với những gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu xe phù hợp với mình để có thể tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn, phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 93 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, thuận lợi, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật được những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.